chào tất cả anh chị cả nước nha. Thì hiện tại hôm nay em là Vinh đến từ cây giống của Nhân Phúc. Thì hiện tại em đang ở Chợ Lách Bến Tre nha tất cả anh chị. Thì em đang chuẩn bị soạn một cái đơn hàng cho khách ở Vĩnh Long nha. Thì hiện tại đây là anh khách sẽ trồng giống mít ruột đỏ Indo nha tất cả anh chị. Đây, xem một cây nha. Thì hàng bên em giao cho khách là nó có nhiều phân khúc, thì anh này chọn là phân khúc là 1/2 cho đến 1/5. Thì quay lại gần đây cho anh chị xem cái cây. Thì bên em quy cách là phải có bấm tem cho khách nha. Ok. Thì bây giờ em bắt đầu lên xe để giao cho anh khách ở Vĩnh Long nha tất cả anh chị. Thì giống mít ruột đỏ Indo lá bầu, bên em thì bao giống cho tất cả anh em trồng thoải mái. Ok, em lên xe nhanh gì. Thì đơn hàng này chỉ đi riêng một cây mít ruột đỏ Indo thôi.